Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Không đời nào ma cà rồng làm gì có thật, tập 14. Đùng, đoàn. Cậu ấy khóc rồi. Thế là gian lận đó. Xin lỗi, là tôi tự mình ảo tưởng rồi. Tôi muốn đi ngủ. Nên mọi người ra ngoài đi. Tôi muốn ở một mình. Đúng vậy, bọn tôi giấu cậu là có lý do cả. Đông Hà à? Cái đó là một bất ngờ. Bất ngờ sao? Đúng vậy, tụi tôi muốn giấu để tạo bất ngờ cho cậu. Sau đó, nhưng mà, ôi không, cậu đã biết rồi. Nên chúng tôi bị bối rối là vì vậy. Dù sao thì, à thì, nhìn đi, Đông Ha. Tà giác, chúng tôi là ma cà rồng đây. Gào. Tụi mình đang làm cái quái gì đây? Chúng tôi là ma cà rồng. Cậu có bất ngờ không? Quá. Các cậu là ma cà rồng sao? Ôi trời, không đời nào. Trên đời này không có ma cà rồng đâu. Không thể tin được. Nhưng nhìn thấy các cậu như này thì chắc đúng là ma cà rồng rồi. Quá. Ôi chao, các cậu thật ngầu. Á, các cậu đã giấu thì sẽ trở thành một bất ngờ thôi. Nhưng tôi lại chậm hiểu quá. Ế, không, thực ra thì có lẽ tôi đã nhận ra quá nhanh. Chúa ơi, giờ thì sao? Tôi rất xin lỗi. Vì... ha ha ha. Cậu thấy không? Diễn xuất tệ quá. Nổi da gà luôn. Tôi đã nghĩ cậu ấy là một con robot đó. À, chúng tôi nên cảm ơn cậu vì đã giả vờ không biết nhỉ. Sao cậu có thể ngốc nghếch vậy chứ? Xin lỗi. Không đời nào, trên đời này không có thứ như ma cà rồng đâu. Không đời nào, không đâu. Ha ha ha, dừng lại, dừng. Xấu hổ quá đi. Đừng trêu chọc tôi nữa, mà nhanh lên. Không phải cậu muốn uống máu của tôi sao? Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Hả? Một người không bao giờ cho đi và không lấy lại gì. Tôi nghe nói trên đời này một kẻ như vậy là một tên trộm tàn nhẫn. Nhưng cho đến bây giờ, tôi chỉ mới nhận từ các cậu thôi. Cho nên tôi cứ cảm thấy có lỗi về việc đó. Nhưng tôi rất vui vì giờ có thể trả ơn cho các cậu được rồi. Tôi biết chắc điều này vì cha tôi đã dạy vậy. Phịt. Cuộc sống là cho đi và nhận lại. Đó là điều ông ấy đã dạy tôi. Nên các cậu có thể uống bao nhiêu tùy. Hả? Tách.
cậu? Có chuyện gì vậy? Tại sao tất cả lại đột nhiên chảy máu cam vậy? À, mình nên làm gì đây? Như này là quá nhiều. Quá tốt rồi. Vậy thì tôi đầu tiên. Ói. À, in hô. Á, ngòm. Tên khốn đó. Nhột quá.